cái bánh của mình. Trang ngoài quay phi khí khổ quá. Rồi dạ. Cứ không quanh 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 quanh. Đấy, quanh lệnh quanh đây. Trong cái phòng này, nó chồng quá. Tôi ở đây, nếu chỉ học cái vải hay vậy, nhưng mà có cái cây vải này đời sống mọi người đỡ đi nhiều. Nói chung là nó có cái cây này, nó là cây lâu năm chị ạ. Cây này người ta chỉ đầu tư ban đầu thôi. Một vần. Đấy, chứ nó không phải là những cái cây ngắn ngày là trồng đi trồng lại. Mà cái cây này nó là cây lâu năm, có nghĩa là anh trồng một lần thì anh có thể thu được 10-25 năm rồi anh phải phá bỏ. Đấy là thực ra mình cái công nghệ chế biến của mình nó kém quá, không thì cái giá thu mua nó không đến mức thấp quá luôn. Nói chung là mình theo mùa vụ mà hầu như là mình vẫn chỉ là tiêu thụ ở thị trường nội địa và thị trường Hàn Quốc là chính, chưa có sang châu Âu. Thế là mùa vụ của anh, cái này mà lúc nó rộ quá thì anh không bán rẻ cũng chẳng để làm gì, không tìm được. Nếu mà sấy thì công nghệ bảo quản để chế biến chủ yếu là trước kia thì là sấy, nhưng bây giờ là cái thị trường Trung Quốc nó tiêu thụ chậm lắm nên là nó chỉ bán tươi thôi. Em nói anh ở bên, ví dụ như ở Úc nhé, một cái quả cam nhé, nó bảo quản nhé, nó cái nào mà mấy tháng, mà nó đảm bảo là mấy tháng nhưng không phải là ngâm tẩm nước lã không, của mình, không sử dụng mà là nếu như chỉ cần rửa nước lã phát ăn được luôn, nó không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đấy. Nhưng mà ở mình thì rất là khó làm được. Hương Nghi, cái cũng vải của mình có ngâm tẩm thì không? Không chị ạ. Vâng. Chỉ có mỗi Trung Quốc thì như em làm hàng xuất đi Trung Quốc thì là bọn Trung Quốc nó bắt mình phải xử lý thuốc mà thuốc của nó đưa sang. Vâng. Còn thì thị trường nội địa là không có chị ạ. Thị trường nội địa là mình cứ chỉ có rửa nước đá thôi. Rửa nước đá xong cho vào đấy ạ? À? Rửa nước đá xong em đóng vào thùng. Vâng, rửa nước đá xong thì tất cả những cái bụi bẩn, những cái gì nó bám bên ngoài cái vỏ, cái quả vải thì nó rất là sạch thì, mà nó sẽ bảo tươi được, nó bảo tươi nó để được một tuần. Chứ không có để đá ở bên trong không? Có chứ, mỗi một thùng là bọn em phải cho 10 kg đá. Ôi trời ơi. Vâng, 10 cân đá. Nó không bị đấy à? Nó không, nó hỏng chứ. Không, nhưng mà đá thì nó không bị không. Đá, cái đá trong cái đá là mình không phải là cái nước đá nó trực tiếp ra. Vâng. Mà cái cục đá to xong mình bọc vào cái bao ni lông. À. Thế là nước đá nó chảy ra, thì nếu nước đá chảy ra thì vỏ nó bị cháy. Nó cháy vô vỏ và vải ngay. 200.000 một cân thôi. Quà đi. Hai đứa này thì đứng chắc này đấy ạ. Ra đây, nhanh. Anh công an luôn nhìn xem. Thank you.
Lớp 3 nào nhỉ? Lớp 3. À, nhà cháu cách đây trường có xa không? Xa. Cách mấy cây? Cách bao nhiêu cây số? 2 cây số. 2 cây đi bộ à? Ở đâu? Đi bộ hả? Thì phải 5 cây số. Thế cháu đi học bộ đi bộ hay ai đèo đi? Đấy, cặp vào lớp. Cảm ơn cháu nhé, cháu ra nhận quà nhá. Bên bác đây này. Đấy. Em cứ để cặp ở trên lớp và chúng ta mang theo ghế ngồi để chúng ta xuống. Xin mời các cô chú và chú huynh của các em học sinh chúng ta ngồi vào hai cái hàng ghế băng ở hai bên ạ, để cho học sinh tập trung. Xin mời các cô chú sau này chú huynh của chúng ta ngồi vào hai cái hàng ghế băng của hai bên để cho học sinh tập trung. Các em học sinh chúng ta mang ghế xuống để ngồi. Các học sinh chúng ta mang ghế xuống để ngồi. Em tất vượt cặp của mình đi, để ra xe, để xuống hết. Tất cả chúng ta đẩy ra cặp sách của mình vào. Để ra cặp sách của mình vào. Và tập trung cặp vào. Để cô làm việc. Để cô làm việc. Một khẩn trương. Hiệu trưởng à? Không, em là giáo viên thôi, hiệu trưởng trường em hôm nay đi vắng chị ạ. Hiệu trưởng hôm nay thì... là chị tên là gì ạ? Dạ em là Hà. Em thì lại là chú đi làm việc đang bảo là chú đi chơi thì đi chơi với chú đi. Hôm nay chương trình những người bạn chiêm toán tặng quà Tết đến người nghèo thì có sự kết hợp của hướng theo gia đình Phật tử Chân Tâm và một đoàn thầy Trung Vương là cũng muốn mang quà chia sẻ với các em sinh vùng cao khó khăn. Hôm nay gia đình Phật tử Chân Tâm có một chút quà tặng đến các em sinh cả nhà trường 80 phần quà và sách. Đầu tiên cho tôi xin được nhân dịp năm mới Tân Mão, tôi xin được chúc năm mới đến tất cả các thầy cô và toàn thể các em học sinh năm mới Tân Mão mạnh khỏe, hạnh phúc. Hôm nay thì anh em ở dưới dù là ngày Tết đã tập thể đến rồi thế nhưng mà mọi người cũng rất là lâu nhưng mà anh em đã sắp xếp công việc và đến đây để mang đến một chút chia sẻ
mang một chút niềm vui với nhà trường và chia sẻ với bạn bè. Do vì cái thời gian mà anh em ở xa cho nên là tôi cũng xin được là xin phép đồng chí cho nhà trường là đọc tên danh sách các em mà nhận quà này. Anh chị em quyết định tặng quà cho em. Cảm ơn các đồng chí. Xin mời em Đặng Thị Ngân lớp 1A. Có ai lên phát quà không? Có. Các đoàn là đoàn Phật tử Viên Tâm, các thầy cô giáo thì phát giúp đỡ đây. À, đưa đây chị, đưa đây em đưa cho chị quay đi. Xe ra tất rồi, em xe tất rồi. Cháu ơi, đây. Cho tiền vào trong túi nhé. Cho tiền vào trong túi. Rồi. Lương Thị Xuyến 1A. Trong này nhờ thầy cô hay là rồi. Anh em chuyên tâm là cháu nhỏ thì dùng được em chia tận tay đi, tự tay chứ cái này riêng ra. Thị Mai một ta. Nói rồi. Đúng, đưa tận tay cháu. Bỏ ra này. Đây thêm mọi người. Đây, con đây. Sinh một ta. Lấy tiền đấy nhá. Đây, của cháu ơi. Đây của con đây. Xin gạo của con đấy. À, túi quà của cháu. Bà nhận cho cháu ạ. Các thầy các cô dạ. Đây ra đây con. Đọc tiếp đi cậu ơi. Giác Văn Cương 1-2B. Cháu Lâm Văn Quang 1-2B. Trương Thị Thu Huyền 1-2B. Trương Thị Hà 1-2B. Gọi cả một lớp 10 đứa lên đi nhỉ. Đê. Hay gọi 5 người 1 anh ạ. Đừng gọi 10 người 1 đi. 10 người 1 đứng đoạn này dễ hơn. Cháu Trương Thị Hà lớp 1-2B. Đây của con gạo của cháu. Con này có chưa? À, có túi chưa? Đây, đây, đây. Túi đây. Đây gạo. Đây của con. Đề nghị phụ huynh hộ sách các cháu gạo thì các cháu nó không ấy được đâu. Phụ huynh nào mà đưa cho cháu thì đồng. Đây con đây. Được chưa? Đấy rồi, bây giờ đọc 5 người 1. Tống Văn Chỉnh 1 gà. Đây của con. Mình tuổi con. Đây dạo của con đây. Như này cũng vẫn chưa ấy rồi. Số là học sinh nào người nào cô chưa. Đây được rồi. Của phụ huynh nào, của cháu nào? Cháu Vi à. Cháu Vi à. Cháu Vi tới chưa? Lục Văn Vi. À, thế là cháu không tới mẹ đến nhận. À, vâng. À, lớp nào? Đây, mẹ gửi mẹ. Đây, gửi lì xì cho cháu nữa. Đây, có bút đây, có bút đây. Tơ Văn Trung. Khó anh ạ. Anh ơi. 11. Đồng án nào?
đọc lại mà. Tơ lớp chung 11. Cháu nào cháu chung? Lớp 3 chung có đây một. Chị ơi, cháu Huỳnh của Tô Văn Trung mà. Đang bắt chủ 11. Chị ra chị quan sát con chị đọc, chị đánh dấu cho. Đây là trường 13 Lâm Bình. Là trường trường 11. Anh con là lớp mấy đây? Tên là gì? Đàn Chi Hoàng. Đàn Chi Hoàng. Đàn Chi Hoàng. Như này khác này. Đàm Di Hoàng 11. Đặng Nam Bình. Cháu Phùng Thị Hoa 2A. Ai thích ạ chú Lan? Có bố đấy, có bố đấy. Bố đây ạ. Mời cháu Phùng Thị Hoa, Trần Bích Hiếu, Tô Thị Thu, Hoàng Văn Trung 2A. 2A, các bạn 2A, 2A đâu? Xin mời các bạn 2A. 2A nhé. Đây để các bác bác cô phần quà nhá. Con xin. Còn một bạn nữa đâu rồi? Anh ơi, anh cho học dân tộc gì á? Dân tộc Cao Lan. Cao Lan hả? Vâng. Thì anh có con học ở trường này à? Vâng, cháu học ở trường ở đây. Ở trên vùng trên. Dạ. Thế em nhà anh cách trường này là bao nhiêu cây số? Cách khoảng 6 cây số. À 6 cây số. Thế đi học, cháu đi học thì ai đưa đi? Cháu anh... học ở trên gần cũng đến trường. À thế ạ. Trên gần nhà cũng có trường đi khoảng 2 cây số. Vâng, thế cái thu nhập của gia đình nhà anh là cái gì? Thu nhập chỉ làm nương, làm ruộng. Làm mương làm ruộng á? À, làm mương làm ruộng. À, ruộng thì trồng cây gì ấy? Trồng cây sắn. À, tức là trồng cây sắn. Có trồng cây vải này không? Có trồng. Ừ. Cây vải cũng trồng. Đó, như là cam này đã. Thì anh có nhà anh có gần núi không? Có gần núi. Trọng ơi, thế à? Ừ. Năm lụt trận lụt lịch sử mà lũ lụt năm kia đấy, nhà anh có bị gì, có bị không? Tự ngập không? Không có gì. À, đâu cháu nhà anh đâu? Cháu là đây ạ. Đây. Đây hả? Cháu nhà anh đây hả? Dạ. Có cái bao giờ lì xì của con đâu? Đây. À, lớn rồi cho bác cô săn nào. À, trong túi à? Ờ, đây à? Đấy, 20.000 của bác, ông Địa bác tặng nhá. À, ông Địa tặng con 20.000 đấy nhá. Cảm ơn cô. Nhớ chưa? Lúc đó là xong thôi. Ừ. Nhưng mà cũng chẳng lý tư nhân dân mà em là đến đây. Ừ. Em nghĩ là cả đúng rồi, chị bảo con thời gian này đi mà. Thôi để em điện cho thầy, đi làm cho thầy đi xin chung tay. Chung tay á hả? Ừ, xin nhà chế đúng rồi. Không, nhưng mà cháu lớn nó bảo đừng phiền. Cháu tắm cháu lớn, bây giờ mình ăn cơm xong, mình xong rồi này mình đi ăn cơm ở ngoài quán nha. Cháu lớn nó mời. Biết rồi, thế nhưng bây giờ mình đi... Xong mình ăn xong mình đi lên trên đấy. Ăn xong đi cái gì? Ừ. À, cái gì? Chị cứ thảo luận đấy để biếu các thầy cô giáo mỗi người một ít tiền nhé. Từ đây là có 36 thầy cô giáo đúng không? Chia cho mỗi thầy cô giáo là 50 thì chia ra bao tiền? Không phải cứ chỉ bù ra là chết dở chị. Hả? 50.000 một lần. Thay mặt cho nhà trường, thay mặt cho các em học sinh cũng như nhân dân địa phương, chân thành trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu của các anh chị và gia đình thật sự trân trọng. Xin nhân dịp năm mới kính chúc gia đình các anh chị năm mới sức khỏe hạnh phúc. Bây giờ xin mời các anh nếm chút một chút gọi là của hôm nay là một tập gia đình họ chủ tịch xã ở đây xin nhớ chú ý. Tôi xin phép
Hôm nay là trước hết là cũng xin cảm ơn các đồng chí, các chị, gia đình Phật tử chân tâm đã đến quan tâm đến các học sinh xã Đèo Ra. Cháu học sinh xã Đèo Ra thì một trong những cháu là vùng đặc biệt khó khăn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay họ được rất vinh dự được các bác có tấm lòng cho các cháu quan tâm đến thầy cô giáo ở nhà trường, anh chị em ở nhà trường, thì xã chúng tôi xin được cảm ơn các anh chị đã rút thời gian để tặng quà cho các cháu trong sinh hoạt của trường này. Thay mặt cho đảng ủy của ban nhân xã bỏ ra xin được chúc sức khỏe các anh các chị và ban giám hiệu nhà trường năm mới sức khỏe mới và thành đạt trong cuộc sống.